bữa trưa được hơn. Để lâu okay, quá chào rồi con. Ok. Chào bác Cầm, chào bác Phương, với lại chào okay. Phương Cầm nha. Ok, chào. Nói chuyện đi mình nghe nha. Bác. Ok. Giờ này còn ở ngoài ngoài đường nè. Trời ơi, ở Phật Thiết phải không? Dạ đúng rồi anh. Giờ này còn đứng ngoài đường kiếm sống nè. Vậy là mày có đổ vô, mày có đổ lỗi nhà nước không? Dạ. Vậy có đổ lỗi nhà nước không? Không, cảm ơn nhà nước chứ anh. Nhà nước tạo điều kiện cho mình làm mà. Vậy thì được rồi. Phan Thiết mày ở đâu? Dạ. Mày Phan Thiết mày ở đâu? Dạ em ở Phan Thiết luôn. Biết rồi chứ, nhưng mà thành ở chỗ nào của Phan Thiết? Đường nào? Ở xã Phong Lãm á. À, tao thì có, tao hay đi đến đường Trần Hưng Đạo, tao có người bạn tao ở đó. À, ở đường Trần Hưng Đạo thì nó, đường Trần Hưng Đạo nó qua hai ba phường lận. Phường Phú Thủy, phường Đức Phú Thắng, Thủy. Phường... À, Phú Thủy à, ở Phú Thủy à. À thì em đang đứng ở ngay chỗ đây là cái khu vực Phú Thủy nè. À, vậy hả? Dạ. Mày chạy xe công... lát mày làm gì? Dạ không anh à, em là em đấu thầu cái bãi xe công viên á, em giữ xe thôi. À, thế là cũng làm vực... có công việc. Cái khu vực vậy... công viên này tối người ta có những cái trò chơi cho trẻ em á. Ừ, vậy thì rồi mình đấu thầu mình giữ xe thôi chứ chẳng làm gì. Mai mốt cho nên phải... Phan Thiết là đi kiếm mày. Dạ, phải cảm ơn nhà nước chứ, nhà nước ông không cho mình đấu thầu lấy gì mình làm. Thế rồi anh Cầm bây giờ anh sáng chưa? Chưa em, sáng nay trời nó lạnh quá, ngày hôm tối qua đổ tuyết thì ngoài trước dòm ra thấy nó một màu một hồ một màu xám xịt. Rồi cây lá rồi nó úa tàn rồi còn trơ que xong rồi tuyết nó bám trên thấy buồn bã sao đâu, nó chán gì đâu. Quạnh quá anh hả? Cái ông cầm nghỉ già này đáng lý người ta ở bên đó 6 tháng mùa xuân rồi 16 tháng mùa đông lạnh lẽo người ta về Việt Nam chứ, người ta rồi qua bên đây ta hưởng cái mùa xuân nó ấm áp cho ai mà đi qua đây cái mùa hè mùa đồ cái qua bên đó lại trúng cái mùa đông lạnh teo luôn. Không, đi là... hồi xưa thì còn ngại vụ đó, nhưng bây giờ hồi xưa anh ở nhà cái nhà đó anh cho thuê rồi cho nên vì đó anh không ngại, bởi vì xưa mà mùa đông không đi được là bởi vì còn hút lá cắt cỏ xúc tuyết tùm lum ra, nhưng bây giờ mình cho thuê ở nhà rồi thì người đó họ làm, còn cái nhà anh đang ở thì anh cũng mua, nhưng mà cái nhà này là thuộc diện thao, nói chung là cái nhà dạng nhà của người già đó, thành ra vì đó là mình cũng không làm, cho nên vì đó bây giờ thì mùa nào tao đi cũng được chứ không cần phải mùa đông và không cần phải mùa hè. Thế là như vậy đó, ra bây giờ tao không có làm nữa. Thành ra tại thằng này nó không biết, tại thằng này nó không biết lúc mà Covid bị cuồng chân cho nên mới chạy về. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm trước tao có nói một lần là khi bị 3 năm trời cuồng chân cuồng cẳng rồi xong khi mở cửa xong rồi tao dọn liền, coi nó mệt quá mà. Thì về đó. Rõ ràng bây giờ tao về đây rồi tao chán quá, bên này nó buồn bã rồi xong rồi cái công việc thì mấy đứa con nó lo hết rồi, tao ở không là ăn rồi cái ngồi không là ăn ra hồi ngó. Nó chán quá tao tính đi về trở lại, tính đi về Việt Nam nè, tháng 3 tháng 4 tao đi về trở lại nè. Đó. Bởi vì ở đây kiếm một người mà uống cà phê cũng hơi khó được nói chung. Rồi kiếm một người. Ông hứa là ông về ông ra Phan Thiết, ông về quê hương ông thăm nửa năm trọn, ông hứa ra Phan Thiết ông nhậu với người thằng cháu chờ hoài chẳng thấy ra Phan Thiết, cũng chẳng thấy tới cây số 30 luôn. Ông già thì cái chứ chờ đợi bác Cầm từ từ tao sẽ ra mày, mà mày lo gì tao bò ra mà lo gì đó, tao ra tao vũ rủ Phương Đông Tùng ra nữa mà Phương Tùng hả mày. Từ Sài Gòn ra Phan Thiết nó có xa, đâu có gần mà, bây giờ cao tốc nó làm gần xong rồi mà, từ Dầu Dây đến Phan Thiết nó làm gần xong rồi mà. Không đâu, chắc qua năm qua sang năm mà bác Cầm về lại là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xong á. Ừ. Xong lúc đó là một cái trong vòng một tiếng mấy là hai tiếng là tới thôi. Gì? Xong thôi, chứ có điều mà ra mày đi chợ mua đồ mồi về mà làm nấu nướng xong rồi tao ra tới gì đâu lo. Thấy hãy ông điện cái là tôi đi mua màu sẵn rồi là ra là cái bát cháo mình sáp vô luôn à. Xuống xe là vô quần quần thôi chứ có gì đâu đó. Đó. Đó, mình nói là nói đó là nói cái việc mà bác cháu chú cháu mình gặp mặt là tâm sự chuyện đò,
Nhưng mà mình nói ra thì đúng là cái số anh bà con anh chị em mấy chú mấy bác ở bên đó họ cực đoan quá, họ xuyên tạc nhiều cái về đất nước Việt Nam mình không có đồng ý. Mình biết rằng là nói với bác Cầm với lợ bác Phượng với lợ chú Phương Đông Tùng đây thì mặt đất nước nó cũng có mặt những cái mặt còn hạn chế mặt trái của cái kinh tế thị trường, nó tạo cho nhiều cái tầng lớp nó giàu bất chính, rồi cộng thêm là có nhiều cái vấn đề mà cái chênh lệch giàu nghèo nó có, nó không phải như cái thời bao cấp ai cũng như ai. Thì nhưng từ cái chỗ mà đó bà có một nhưng số thành phần bất mà mãn, nhưng nhưng mà nó xuyên nhưng tạc quá thì mình bực được không mình có, ghét cái nhưng mà xuyên tại tạc như thôi thế à. này nè, ta đã nói như thế này cho em hiểu. Bất cứ một nơi nào trên cái quả đất này thì cái chuyện giàu nghèo là có hết, không thể nào không có được. Nhưng mà cái người giàu ở Việt Nam với người nghèo của Việt Nam không có xa cách như người bên nước Mỹ Đúng đâu. rồi, họ không có Cho nên không có cái chuyện mà ngày hôm nay mình phải nhìn một vấn đề như thế này. Cái mà cứ người cái những người mà cứ nói thích nói đó, theo em nghĩ không biết đúng sai, anh Cầm với anh Phượng, em nghĩ có một cái tổ chức nào đó nó tài trợ cho tụi này, chứ nó không phải không đâu. Tại vì em ở nước Mỹ cũng 40 năm, em biết đó, nếu mày không đi làm là cái nhà nó câu mày rồi. Tại sao và mày có không nhà căn ở chứ, đúng rồi, và có nhà mà tại sao mày không đi làm, mày ngồi mày cứ ra rả trong 8 tiếng đồng hồ một ngày thì tiền đâu mà ra? mẹ nó đâu có dám chống chính phủ nó đâu mà nó Cái chuyện chống chính phủ nó cái thì mình mỏ không thèm nói, mình tại vì tụi ở nó vậy nó không nói có tưởng đủ trình độ, không phải tụi nó không đủ trình độ nói tiếng Anh để chống lại cái chính quyền của nó, mình phải nói vậy. Tại vì những cái thằng như là những cái thằng thằng Benny Trương thật sự ra nó đâu phải là luật sư đâu, nó chỉ là một cái thằng gọi là mở ra cái văn phòng mà cho một thằng luật sư phụ tá luật sư là làm giống những người mà mấy ông Việt Nam mà say rượu chạy xe hoặc ly dị, mấy bà là Việt Nam ly dị làm cái gì mà không biết tủ tiếng Anh, thì nó mở cái văn phòng đó đó anh kia. Tại là vì người em phụ tá, đúng phụ tá rồi, luật phụ sư, tá luật sư phụ tá đó, cho người tư vấn không, ông nó phụ cũng không gọi là tá, tư vấn, nói chữ phụ tá nó nó phụ nghe nó tá oai phong vậy thôi, nói chữ phụ vậy tá cho thôi, nó oai phong, nó chỉ là một người cái thúc nhánh dịch của cái mà những người người luật bắt sư. mối, Dạ, người cái bắt mối, mối nó chặt dẫn mối, nó dẫn mối mối. về Thì cái thằng đó nó là như vậy thôi, vậy thôi. thì nó như thế thôi mà. Thì những cái trình độ như thằng Thái, thằng Tùng Lê, những thằng vớ vẩn đó, nó chỉ nó nói là bởi vì nó thỏa mãn, có thể em nghĩ là có thể nó thỏa mãn cho những cái suy nghĩ bệnh hoạn của nó mà nó phải cần tiết ra, cũng giống như ăn no nó phải đi ỉa, thằng áo nó là như vậy. Nhưng mà những cái tư tưởng đó nó lại không xung thực bằng cái tình cảm của con người. Bởi vậy cho nên cái gì nó nói cũng được hết, mà cái đã nói là đã nói rồi mà. Thì cái chuyện ngày hôm nay á, đáng nhẽ ra anh em mình không nên đề cập chúng nó. Bởi vì Đúng sao? Mình càng nói á, thì người dân ta càng thắc mắc, nên vào ta coi. rồi. Đó là như vậy. Chứ còn mà với lại cái thứ hai nữa, thì em thấy cái đó là cái cá nhân của em nha. Giống như cái mấy cái thằng mà cuội á, nó làm xong nó vô tù cái được cái vé bay qua bên Mỹ. Tại vì tụi nó cứ tưởng là bên Mỹ cái con gì nó được Obama tiếp, là nó tưởng nó oai lắm. Nhưng thực chất đó chỉ là một cái hình thức, cũng giống như em nói với cái anh kia. Cái khi mà ông Võ Đại Tôn ông qua lại nước Mỹ thì cái bà thị trưởng của Port Arthur bà đưa cho ông Võ Đại Tôn cái chìa khóa để mà lúc nào muốn mở cửa thị trưởng lúc nào mới mở. Thì cái đó này chỉ câu phía ra những thằng Việt Nam thôi. Thì em mới nói với ông á, thì mẹ nó đưa cho ông 10 chìa khóa, nó thay đổi cái chìa khóa cũng thế thôi, chứ có cái mẹ gì đâu. Mà ông vào đó làm mẹ giùm quét nhà. Căn cung cái đó là cái thằng mà gác thị trưởng nó đánh bỏ mẹ lên đó, chứ ông có cái chìa khóa ông dám vào ông mở. Thế nó là như vậy, nó chỉ là một cái thứ cái đò bị bịp bợm, mà có hào nhoáng bịp bợm thế chứ chẳng phải là như vậy. Nhưng mà đó là như thế, nó muốn thỏa mãn như những cái gì mà nó Câu cái tôi của trong người của nó. à, đúng rồi đó. Cho nên em mới nói rằng muốn muốn mà gọi là hòa hợp thì phía mình phải có hòa giải. Cái thứ người thích là phải hòa giải, hòa giải là không phải hòa giải với mọi người xung quanh, anh hòa giải chính trong cái lòng của anh á, anh hòa giải là anh mới ở cái mình là như vậy, Anh là phải như có vậy sự, anh phải mở rộng rộng ra,
anh phải đúng có rồi sự là thông cảm, anh có cái sự là thì bên đó mình mới đi vào cái luồng hòa hợp được. Anh đóng lại mà anh cứ bắt người ta phải hòa giải, anh người ta phải quỳ lại anh, cái chuyện nó còn lâu. Làm gì có chuyện đó, có chuyện đó. Mình thì mình nghĩ thế này nè, cái cuộc sống người ta đó thì cái quá khứ nó là một cái phần của cái cuộc đời của mình, nhưng mà cuộc đời của mình sống là không phải sống ở trong quá khứ anh, cuộc đời của mình sống ở trong cái hiện tại ngay bây giờ này, và một chút xíu nữa là trong cái tương lai, chút xíu nữa là tôi với ông Cầm phải đặt vấn đề rồi, má chút xíu ăn cái gì đây nè, không biết ăn cái mẹ gì nè, buổi sáng nào đêm có thức ăn ở đây mình nói thiệt, mình là buổi sáng là không có thức ăn đó, muốn ăn mình muốn ăn cái gì là mình phải sáng chế ra, mình phải nghĩ ngợi ra mới có mà ăn, chứ còn không có là gì nói đó, cái năm mình nói thiệt đó. thành thử ra các cố nào á, mấy cái ông này nè, căn bản thế này nè, chuyện hiện tại bây giờ không bao giờ dám nói tới, chuyện hiện tại bây giờ này không bao giờ dám nói tới, chỉ nói cái chuyện này. Tại sao cái chuyện ngày xưa là cái chuyện mà ông muốn bịa ra thế nào ông bịa, tại vì đâu có ai kiểm chứng được đâu, ông nói tức là mình sống ở trong một cái đám mây của tưởng tượng, mình cứ tưởng tượng không mà, chứ còn cái chuyện mà nói dễ nhất mà căn bản nhất là cái chuyện mà ai cũng có thể hiểu được đó, là cái chuyện bây giờ, cái chuyện bây giờ là cái chuyện là cuộc sống của các ông bây giờ ở đây nè, chứ không phải là cái chuyện ngày xưa, chuyện ông ở Việt Nam rồi ông làm cái gì, cái chuyện đó là một cái điều mà mình thấy là rất đáng tiếc. Em nói anh Phượng nghe nè, cái bây giờ ông khổ quá, ông bị mấy thằng nhóc con Mỹ trắng với mấy thằng nữa kia nó sai đi làm việc đủ quét rác quét đây, và bây giờ về rồi quá lại hận ra, bởi vì nói tao ngày xưa tao thế này tao thế đúng kia rồi, để mà bào chữa cho những cái hiện tại đau đớn anh ạ. Mà mình có một cái điều mà mình kinh khủng nhất là mỗi lần nó nhắc lại cái chuyện ngày xưa mà có vẻ nó rất là sung sướng lắm cha, mà tôi không hiểu tại sao ngày xưa đâu có mẹ gì đâu sung sướng cha, mẹ đánh nhau mà đi đánh nhau mà sung sướng cái gì, cái chuyện ông nghèo khổ cái chuyện đánh nhau á, cái trong chiến tranh đấy nó bất cứ một cái chỗ mẹ nào vậy, ở trong chiến tranh khi mà quốc gia đó cái phần đất đó mà trong chiến tranh á, thì nó chỉ cho mang có hai điều nữa. Một là cái sự đau đớn, và hai là cái sự đói kém, đặc biệt là Việt Nam mình ở trong mình là một quốc gia bị nô lệ rất là lâu rồi, thành thử ra bây giờ cái nhắc cái chuyện ngày xưa đó thì tôi chỉ thấy có hai điều thôi. Cái này mình nói thật, ngày xưa trong cái quá khứ của tôi ở Việt Nam trước năm 75 rồi, tôi chỉ thấy có chiến tranh, chỉ có đau thương và đói kém thôi, không đúng có rồi. Cái gì cả, không có cái gì khác. Bây giờ tôi là một, đây là tôi sinh năm 1952, một tờ trong Nam, một tờ ngay Sài Gòn đó. Thì tôi cũng giống như anh thôi. Ông Cầm cũng vậy thôi. Cuộc đời của chúng tôi lớn lên là chỉ có đau, nhìn thấy đau thương, nhìn thấy đau thương là tại sao? Nhìn thấy đau thương trong nhà mình. Và mình nhìn thấy đau thương ở chung quanh hàng xóm láng giềng mình, bạn bè mình. Chết, giết chóc. Còn đói kém, không có một cái chuyện đó là đói kém, cái chuyện đói kém là cái chuyện thường xuyên. Cái chuyện thiếu thốn là cái chuyện thường xuyên. Bởi vì ngày xưa nó có một câu như vậy là Phượng nhớ không? Chúng ta có sanh nhầm thế kỷ, cái câu là câu nằm nằm của những cái giới thanh niên ngày xưa, cái thời phong trào hippie, cái thời năm 1960 mấy 1970, nó có một câu của tụi sinh viên nó hay ra là đúng rồi, sanh nhầm thế kỷ, bởi vì đó là một câu đó ảm đạm thê lương chết chóc, nói chung tan tóc,